Thúy Ngân và ST Sơn Thạch tổ chức đám cưới siêu hoành tráng. Ngày hôm nay, Thúy Ngân đã chính thức lên xe hoa cùng ST Sơn Thạch. Nhiều người thân bạn bè và đồng nghiệp đều chúc phúc cho đôi lứa. Đám cưới của Thúy Ngân và ST Sơn Thạch có sự góp mặt của nhiều sao Việt đình đám như Buka, Dinh Tuấn Kiệt, Trường Giang, Trấn Thành, Việt Hương, Ninh Dương Lan Ngọc, Trường Thế Vinh, vợ chồng Thu Trang Tiến Luật cùng nhiều dàn sao đình đám khác. Thúy Ngân tên thật là Lê Huỳnh Thúy Ngân, sinh năm 1991. Cô sinh ra ở tỉnh Tiền Giang, hiện đang sinh sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi được khán giả biết đến với vai trò diễn viên, Thúy Ngân từng giành danh hiệu Á Khôi 1, Nữ Hoàng Trang Sức 2009, lọt top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010 và top 15 Nữ Hoàng Du lịch Quốc tế 2011. Có thâm niên hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm, nhưng chặng đường sự nghiệp của Thúy Ngân trong thời gian đầu chưa thực sự nổi bật. Mãi đến năm 2018, tên tuổi của cô mới được tạo ấn tượng trong lòng công chúng nhờ vai Hân trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Sau thành công của phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, sự nghiệp Thúy Ngân được đổ sang trang mới. Nữ diễn viên trở thành cái tên ăn khách, liên tục xuất hiện trong nhiều dự án phim truyền hình nổi tiếng như Cây Táo Nở Hoa, Nữ Chủ. Bên cạnh các dự án phim ảnh, Thúy Ngân còn trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều game show, chương trình truyền hình thực tế như Bảy Nụ Cười Xuân, Hai Ngày Một Đêm, Hành Trình Rực Rỡ, Chạy Đi Chờ Chi. Mai Tài Phến nhắc đến Mỹ Tâm và thú nhận bị bố mẹ dục kết hôn. Cảm xúc của anh thế nào khi dự án điện ảnh Đất Rừng Phương Nam được ra mắt sau thời gian dài chờ đợi? Tôi bất ngờ, choáng ngợp và xúc động. Do không xem phim từ đầu nên suốt buổi công chiếu, tôi lặng lẽ theo dõi phản ứng của mọi người. May mắn đến giờ phút này, phần đông đều dành bình luận tích cực. Ngay từ đầu, khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mời tôi vào vai Võ Tòng, anh có nói đây chỉ là vai khách mời, nhân vật của tôi do chỉ xuất hiện 3 phân đoạn trong phim. Nếu tôi được mời vào một vai có thời lượng xuất hiện nhiều hơn, chưa chắc tôi có cơ hội góp mặt trong phim này. Mọi thứ suy cho cùng là duyên cả. Nhân vật Võ Tòng vốn kinh điển và quen thuộc với tác phẩm cũ, nên việc Mai Tài Phến bị khán giả phản ứng là điều dễ hiểu. Anh đón nhận ý kiến khen chê ra sao? Tôi không trách khán giả vì mỗi người một suy nghĩ. Họ chỉ nhìn poster và tạo hình nhân vật cũng không thể đoán được Mai Tài Phến sẽ diễn gì trong phim. Tôi mong mọi người ra rạp xem và nhìn nhận rõ hơn về nhân vật. Tôi cũng từng là một khán giả và rất yêu thích vai diễn của anh Lê Quang. Việc ngoại hình thư sinh là do mọi người mặc định và thấy ở tôi. Đối với một diễn viên, việc hóa thân vào nhân vật là điều rất bình thường. Tôi chỉ cảm thấy vai diễn này hợp với mình và có thể làm được. Hợp vai là yếu tố giúp tôi thăng hoa trong diễn xuất. Quá trình quay phim, anh bị thương ở mặt và để lại sẹo khá rõ. Anh có lo lắng điều này ảnh hưởng đến công việc sau này. Khi mới bị thương, tôi sốc lắm. Cảm giác không thể tiếp tục được nữa. Cảnh quay lúc đó mấy trăm người. Chi phí tốn từng giây từng phút nên không thể nào dừng được. Tôi gạt bỏ hết mọi thứ, tiếp tục hoàn thành nốt phân đoạn. Vết sẹo ở mặt đáng lo vì sẽ không thể vào vai đẹp trai hay đóng quảng cáo. Tuy nhiên mọi thứ giờ cũng không còn là nỗi sợ. Tôi xem đây là một kỷ niệm trong quá trình làm nghề. Mỗi lần nhìn lại, tôi nghĩ nhờ nó mà có vai diễn Võ Tòng trong phim Đất Rừng Phương Nam. Anh Dũng còn trêu tôi ban đầu định hóa trang giả mà ai ngờ có hẳn sẹo thật. Suốt 3 năm qua, Mai Tài Phến rất im ắng. Vì sao thế? 3 năm là quãng thời gian tôi dành để rèn luyện, trau dồi bản thân, cả về kỹ năng nghề, vốn sống. Tôi tích cực viết kịch bản phim hành động, thai nghén cho đứa con tinh thần. Tôi khao khát tạo ra một series phim riêng và phát triển nó lâu dài. Lúc mới nổi tiếng, tôi nhận rất nhiều dự án lớn nhỏ để thử thách năng lực. Song đến một thời điểm, tôi cần thiết phải lắng lại. Tôi cần nghiêm túc với định hướng riêng cho bản thân, không thể bay nhảy lông bông nữa. Anh kính tiến đến độ báo chí, truyền thông không biết liên hệ bằng cách nào với một nghệ sĩ đang độ sung sức hoạt động nghệ thuật, im ắng như thế liệu có cần thiết? Từ năm 2019, tôi có hơn 10 phim điện ảnh mời nhưng đều từ chối. Không phải tôi chảnh, mà lý do đơn giản là không hợp vai. Tôi chấp nhận nhường cơ hội cho người khác và tự tìm hướng đi mới. Nói thế không phải tôi thụt lùi, đứng im mà chỉ đi chậm. Nghề này đôi khi là vậy, bạn cứ từ từ mới có kết quả. Anh dự định khi nào lập gia đình? Cha mẹ ở quê thỉnh thoảng vẫn nhắc nhở hối thúc. Phần mình tôi thấy lúc này đam mê máu lửa làm nghề nên chưa nghĩ đến. Tôi nghĩ trong xã hội hiện đại, mọi thủ tục cũng chỉ là hình thức. Lễ cưới đơn thuần là thông báo cho mọi người xung quanh, còn với hai cá nhân sống với nhau miễn thấy vui, hạnh phúc là được. Khi bị nhiều người quan tâm chuyện đời tư, anh gặp áp lực gì? Tôi không quan tâm dư luận, tôi chỉ tập trung vào chuyên môn, bản thân phải cống hiến thế nào để phục vụ khán giả. Bởi suy cho cùng, tôi không làm gì sai hay phạm pháp để ảnh hưởng tới bất cứ ai. Ngày xưa nếu đọc bình luận tiêu cực, tôi buồn và suy sụp. Bây giờ tôi thấy bình thường, khán giả có quyền đưa ý kiến khen chê hay cả lời đồn thổi. Người ta có quan tâm, có quý thì mới nói. Nghĩ đơn giản vậy thôi, tôi không bao giờ buồn hay giận những gì mọi người tò mò về mình. Mỹ Tâm có góp ý ra sao trong công việc? Thỉnh thoảng gặp nhau chúng tôi vẫn chia sẻ đôi chút công việc. Tôi lẫn chị Tâm đều tôn trọng suy nghĩ và định hướng riêng của đối phương. Tôi may mắn cộng tác với chị Tâm từ ngày đầu nên học hỏi nhiều điều. Ở chị có sự kỹ tính, khuôn phép và rất tử tế với ekip.
Khi vào set quay, chị Tâm chuyên nghiệp nên mọi người làm việc chung rất thoải mái. Tới giờ, nhiều người cũng hay nhắn tin hỏi khi nào phần 2 chị trợ lý của anh vì họ rất mong được trở lại làm việc. Chính tài năng thái độ làm nghề của chị là điều khiến tôi học hỏi. Với dự án sắp tới, anh có dự định sẽ ngỏ lời mời Mỹ Tâm tham gia. Tôi nghĩ lời mời rất khó, có lẽ phụ thuộc vào duyên số. Trước nay có rất nhiều lời mời dự sự kiện, tham gia dự án nọ kia nhưng chị Tâm từ chối. Chị chỉ dự ra mắt phim Ròm hay mới đây là Đất Phương Nam để ủng hộ đạo diễn và ekip thân. Tính chị ấy là vậy, thích thì mới nhận lời và tham gia để động viên người mình yêu quý. Ca sĩ Mỹ Tâm sắp tổ chức đám cưới tại quê nhà. Mới đây trong một cuộc phỏng vấn, Mỹ Tâm lần đầu có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh chuyện tình cảm cũng như đám cưới sẽ diễn ra trong tương lai gần. Mỹ Tâm cho biết cô là người luôn biết quý trọng tình cảm, mặc dù không phải lúc nào đời sống tình cảm cũng diễn ra như cô muốn, nhưng khi đã yêu thì sẽ cố gắng để hòa hợp và mang lại những giây phút hạnh phúc vui vẻ cho nhau. Đó là cách mà Mỹ Tâm giữ gìn tình cảm của mình. Là nữ ca sĩ nổi tiếng bậc nhất showbiz Việt, Mỹ Tâm cũng là người khiến khán giả chờ đợi nhất về chuyện tình cảm, nhưng cô vẫn xuất hiện với hình ảnh một mình. Tuy nhiên Mỹ Tâm thừa nhận cô là người luôn rõ ràng trong tình cảm và công việc nên không muốn nhắc đến chuyện tình cảm riêng tư của mình với công chúng. Mỹ Tâm chỉ muốn khán giả nhớ đến mình về âm nhạc nghệ thuật thôi. Còn nếu có gì hay ngoài âm nhạc, chắc chắn cô sẽ thông báo chứ không giữ bí mật đâu. Chia sẻ về một đám cưới trong tương lai, Mỹ Tâm cho biết cô sẽ làm nhiều ngày và có thể sẽ không tổ chức ở nhà hàng mà sẽ làm ở nhà. Và nếu cô dâu hay chú rể đều có quê thì sẽ tổ chức đầy đủ ở quê của mỗi người luôn. Trước đó Mỹ Tâm từng kể câu chuyện về một chàng trai, người đã khiến cô mê mệt hồi nhỏ. Nữ ca sĩ bày tỏ, 2 năm trước cô vẫn còn thích người ta nên đã viết một bài hát nữa về sự chung thủy. Ca khúc Như Một Giấc Mơ đã mang lại cho cô rất nhiều may mắn và tình cảm của khán giả. Và lý do để cô chọn trang phục tím từ đầu đến chân chính là thể hiện tình cảm chung thủy của mình cho phù hợp với phần thể hiện 2 ca khúc dành tặng cho một người. Là một trong những ngôi sao hạng A nổi đình nổi đám của làng giải trí Việt, nhưng những thông tin xoay quanh chuyện riêng tư của Mỹ Tâm luôn trong vòng bí mật. Cho đến thời điểm này, đã bước sang ngưỡng tuổi 35, nhưng Mỹ Tâm vẫn đi về lẻ bóng và chưa một lần công khai về người đàn ông của đời mình. Mỹ Tâm bị nghi dẫn Mai Tài Phến về thăm nhà bố mẹ ở Đà Nẵng. Những ngày qua, Mỹ Tâm đã có mặt tại Đà Nẵng để đoàn tụ với bố mẹ trước thềm năm mới. Xuân Nhâm Dần, đáng nói mới đây, team qua đường đã bắt gặp một người trông giống Mai Tài Phến xuất hiện ở khu vực nhà họa mỹ Tóc Nâu. Cụ thể, hình ảnh do một người hâm mộ ghi lại được Mỹ Tâm đang đi dạo cùng mẹ. Trong khi đó, từ phía đối diện, một người đàn ông bước đến nhập hội cùng họa mỹ Tóc Nâu, sau đó đi vào nhà. Bóng lưng của người đàn ông này được nhận xét là có nhiều nét tương đồng với nam diễn viên Mai Tài Phến. Không phải ngẫu nhiên, netizen gọi tên Mai Tài Phến chính là người xuất hiện bên Mỹ Tâm trong đoạn clip do team qua đường ghi lại được. Dù chỉ là bóng lưng, nhưng ai nấy dễ dàng nhận ra mái tóc xoăn quen thuộc cùng vóc dáng cao lớn vạm vỡ của nam diễn viên sinh năm 1991. Chính chủ tài khoản TikTok khi chia sẻ đoạn clip còn chú thích, chị Mỹ Tâm mang rễ về cho mẹ nè, đừng chối nữa mà chị. Khi so sánh người đàn ông xuất hiện trong clip với ảnh gần đây nhất của Mai Tài Phến đăng tải, dễ nhận thấy sự tương đồng, nhất là khoảng tóc tai. Vì tham gia vào một dự án phim, nam diễn viên đã hy sinh vẻ ngoài để thể hiện tròn trịa hình tượng nhân vật hơn. Được biết, trước thềm Tết Nguyên Đán, Mỹ Tâm đã trở về quê nhà Đà Nẵng để đoàn tụ cùng bố mẹ. Trên trang cá nhân, họa mỹ Tóc Nâu còn khoe được mừng tuổi mới bên cạnh bố mẹ. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn đi trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Chuyện tình cảm của Mỹ Tâm vốn là chủ đề được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Ở tuổi 41, họa mỹ Tóc Nâu vẫn chưa công khai một nửa khiến dân tình sốc ruột thay. Chính vì thế, việc có một nam nhân luôn như hình với bóng bên cạnh chị đẹp gây chú ý không nhỏ. Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bén duyên trong MV Đừng Hỏi Em năm 2017. Sau lần hợp tác này, cả hai trở nên thân thiết, còn vào vai tình nhân trong Chị Trợ Lý Của Anh năm 2019. Việc Mỹ Tâm và Mai Tài Phến gắn bó thậm chí nhiều lần bắt gặp có hành động tình bể bình đã khiến nhiều người hâm mộ thích thú đẩy thuyền, nhưng người trong cuộc lại phủ nhận. Mỹ Tâm vốn kín tiếng, nhất là trong chuyện tình cảm. Từ khi gia nhập làng giải trí đến nay, nữ ca sĩ chưa từng tiết lộ nửa kia. Ngay cả khi bị đặt nghi vấn hẹn hò với Mai Tài Phến, Mỹ Tâm đều phủ nhận khéo léo. Nhưng với người hâm mộ, yêu mến Mỹ Tâm, ai cũng mong nữ ca sĩ sớm tìm được nửa kia đích thực, nhất là khi năm nay cô đã bước sang tuổi 41. Mai Tài Phến nói vu vơ một câu nhưng dân tình suy đoán sắp chốt đơn với Mỹ Tâm. Sau sự thành công của MV Đừng Hỏi Em và tác phẩm điện ảnh Chị Trợ Lý Của Anh vào năm 2019, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vướng phải nghi vấn phim giả tình thật. Dù chưa một lần công khai tình cảm trên mạng xã hội, nhưng với loạt hình ảnh thân mật ngoài đời thật, những lần đồng hành cùng nhau trong các chuyến đi diễn ở tỉnh xa khiến dân tình ngầm khẳng định họ là một cặp đẹp đôi. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Mai Tài Phến đã đăng tải ảnh mới toanh, anh chàng ăn diện đơn giản nhưng vẫn hút mắt bởi vẻ điển trai và phong độ cùng thần thái tự tin. Đi kèm với đó, nam diễn viên còn chốt hạ một câu gây chú ý: "Tôi đã sẵn sàng."
Dù chưa biết Mai Tài Phấn ẩn ý nói về điều gì, nhưng fan lẫn cư dân mạng đều ồ ạt kéo vào trang cá nhân của anh để đặt nghi vấn chuyện anh chốt đơn về chung một nhà với Mỹ Tâm. Cũng như những lần trước, bạn trai tin đồn của Mỹ Tâm vẫn giữ im lặng, nhưng qua đây có thể cảm nhận được dân tình đang nóng lòng đón tin vui của cặp đôi này hơn cả nhân vật chính.